Điểm mạnh mà nhạt á. Dạ đúng rồi. Ủa là sao anh Huy? Tại vì ví dụ như mình nhạt á thì mình không có đi tán gái hay mình đi lung tung được. Nhạt nó khác nha, nhát nó khác nha. Nhạt anh ạ. Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. Cái vụ khoai tôi không biết rồi. Cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha. Ông đi hỏi nhỏ người ta, ông nói nhỏ lại cho tôi nói nhỏ cho cổ. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Wow, xe Yamaha Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Thiết kế mới hiện đại. Động cơ siêu mạnh mẽ, siêu tiết kiệm nhiên liệu. Mua xe mới, hãy mua xe Sirius FI 2021 hoàn toàn mới. Em tên là Nguyễn Thanh Triết. Nguyễn Thanh gì? Triết. Triết hả? Vâng ạ, T-R. Tên gì mà lạ vậy? Triết. T-R-U-I. Ê, tàu Triết. Bữa nào mình bị mọc đèn là gọi cái tên nó là điên luôn á. Rồi, giới thiệu lại đi Triết. Em 28 tuổi, em quê ở Đồng Nai. Và em kinh doanh tự do. Về lĩnh vực gì? Dạ, cầm đồ. Dạ, cầm đồ. Cầm đồ. Trời ơi, mình giới thiệu liền đi cưng. Chào anh Quỳnh Linh, chị Hồng Vân cùng toàn thể khán giả trong trường quay ngày hôm nay. Chào bạn em bên kia. Em tên là Lê Thị Việt Trinh, hiện tại thì em đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Em làm khoa sản, nữ hộ sinh ạ. Và ngoài ra thì em có kinh doanh thêm shop quần áo online nữa. Đối với em thì nói chung là làm nghề nào thì nó cũng cao quý hết á. Quan trọng á là hai người hợp nhau thôi. Ví dụ anh kẹt quá, anh cầm cái điện thoại này lên. Dạ, không cầm điện thoại. Ủa chứ cầm gì? Dạ chứ là cầm xe với nhà đất được thôi à. Thôi có điện thoại không cầm được thôi, cất vô. Cầm mà cũng chê nữa. Thường cầm cái gì cũng được chứ em sao kỳ vậy? Dạ không à. Cầm cái lớn lớn thôi đúng không? Dạ. Để dễ định giá đúng không? Dạ. Rồi, rồi mời đàn gái. Bây giờ em cho chúng tôi biết được cái điểm mạnh điểm yếu của em đi. Dạ điểm mạnh của em là em rất là hòa đồng. Với lại nói thì cũng không ít mà cũng không nhiều. Biết quan tâm đến những cái người xung quanh mình. Dạ điểm chưa mạnh đó là đôi lúc nói quá nhiều nên là không có kiềm chế được. Cầm đồ nói sạch à. Đúng là bên kia nói nhiều phải cầm đồ kìa. Đúng không? Dạ tính của em hơi nóng. Em nóng kiểu như thế nào? Dạ nói chung là nói nhiều thôi. Nếu mà gặp một người vợ của mình la như thế thì cảm nghĩ em sao? Em thấy bình thường à. Tại bình mình thường. Thì mình sai người ta mới nói chứ. Em có những điểm mạnh điểm yếu nào? Em hả? Điểm mạnh của em là gì? Thật sự em không biết nữa. Em điểm mạnh mà nhạt á. Dạ đúng rồi. Ủa là sao anh Huy? Tại vì ví dụ như mình nhạt á thì mình không có đi tán gái hay mình đi lung tung được. Nhạt nó khác nha, nhát nó khác nha. Nhạt anh ạ. Ai cũng nói em nhạt hết á. Ủa vậy hả? Kỳ vậy ta. Rồi em cầm đồ rồi em nói sao? Thì nói trọng tâm vấn đề thôi à. Em nói sao? Ví dụ giờ anh tới cầm đồ này, cầm vô cái chiếc xe coi. Dạ. Rồi nói sao? Thì em giam coi cái xe. Coi xe xong rồi định giá xe người ta thôi. Anh định đi giờ, em định giá đi giờ, anh cầm chiếc xe đó. Ví dụ cầm 10 triệu hoặc 20 triệu gì đó. Rồi, 10 triệu. Dạ. Anh nói không, xe tôi phải cầm 30 triệu. Dạ không. Không, tôi thấy xe tôi là ngon đó. Nhưng mà em không cầm. Vậy chứ cái điểm yếu của bạn là cái gì? Cái gì em cũng có đó chứ không phải là không. Cái gì cũng có nhưng mà không biết cái nào mạnh nào yếu thôi. Có tật xấu không? Có, ví dụ hay đi nhậu rồi thôi. Nhậu nhiều không? Sương sương à. Sương sương của em là nhiêu lon em? Dạ chừng 8 lon. Trời xương xương nhưng mà 8 lon. Trời ơi nhà gái ơi em thấy sao nè. Thì em 5 lon. Bên đây ta 5 lon đó chú ơi. Đàn gái cho đàn trai biết một chút xíu về đường tình duyên đi. Dạ em có trải qua một cuộc tình 9 năm. Lý do chia tay là bởi vì trong thời gian mà em còn quen bạn trai em á, thì anh có một người phụ nữ khác. Nói nghe nè. Nãy nhìn profile đó là chị thấy em rất là đẹp trai. Nhìn trực diện đẹp hơn em ơi. Có khi nào em định vị cho trong đầu óc mình một cô gái phải như thế nào? Dễ thương, hiền, không cần cao lắm đâu. Da trắng, mặt xinh, trung tình, dễ bảo. Nếu mà có răng khểnh nên nhìn nó dễ thương. Nếu mà khểnh đều luôn được không? Không, khểnh một cái thôi. Cái thôi hả? Ừ. Nhưng mà... Lý do gì mà tới bây giờ em chưa có không mà... gia đình? Dạ, tại vì ai cũng nghĩ như vậy hết á. Còn em nói em chưa có người yêu thì kêu bảo xạo. Nhưng thật sự là em có người yêu chưa? Hồi xưa em có quen người à. Cách đây cũng lâu lắm rồi. Mấy năm? Khoảng chừng 7 năm rồi. Tại vì hồi xưa em còn nhỏ mà, hồi xưa nít lắm. Hồi xưa là cái mối tình mà thiếu nhi mà. Tức là 7 năm qua em chưa rung động như cô gái nào khác. Vâng. Hồi đó anh có thằng bạn, nó cũng thất tình lần. Chứ nó không yêu con gái, nó quay qua yêu con trai. Bậy anh vậy.
Có không? Không, sao vậy được? Có không? Không, em mà bê đê thì em chích thuốc nhiều lắm á. Người em cơ thôi thế này. Vậy thì bây giờ làm sao để rung động với cái đối tượng ngày hôm nay biết đấy? Biết đâu, biết đâu được. Anh thấy sao? Ảnh 7 năm qua anh không rung động với ai đó. Không, tại vì em nghĩ là chưa gặp được người thôi. Rồi ví dụ trong cái việc mà phải về làm dâu thì em tính sao? Việc làm dâu không có thành vấn đề. Những cái gì mà em ghét nhất ở đàn ông là gì? Dạ, vũ phu. Anh này anh hiền khô, anh thấy không? Với lại gái. Ôi yên tâm, 7 năm trời không rung động với một con mắm nào hết. Thậm chí sợ nó không còn không rung động với con gái nữa đó. Ừ. Cái điều quan trọng nhất của ở một người đàn ông theo em là gì? Chân tình. Nãy giờ nói hết, có nhiêu nói hết trơn. Em có thích đẹp trai không? Em là anh gái nên mê trai là điều tất nhiên luôn. Mẫu bạn trai của em á thì nói chung là cao trên 1m7 là được rồi. Đẹp trai khoai to. Đẹp trai khoai to. Cái vụ khoai tôi không biết rồi. Cái đó là tôi cũng không bao giờ dám hỏi ha. Ông đi hỏi nhỏ người ta, ông nói nhỏ lại cho tôi nói nhỏ cho cổ. Dạ hàng độ. Dạ hàng độ. Hàng độ. Độ. Hàng độ là gì em biết không? Tôi không biết luôn á. Ông Linh nói sao tôi nói y chang vậy đó. Mà tại yêu cầu làng gái thì mình phải hỏi. Thì đó thì đúng tôi rồi. Yêu cầu thì tôi hỏi đó. Rồi xong. Hả? Độ lên cũng được. Độ lên cũng được. Không có độ lên. Mà tự nó ra độ sẵn. Yên tâm. Nói chung chuyện đó thì anh không đảm bảo. Tự mọi người biết. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi ha. Em gái đi với ai? Em đi với lại các cô đồng nghiệp. Với lại các bạn và bạn thân của em. Trước tiên là cho em gửi lời cảm ơn chương trình. Và gửi lời chào đến cô Hùng Vân và anh Quỳnh Linh. Cô nữa giận đi về giờ. Dạ vậy em xin lỗi chị Hùng Vân ạ. Chị tha lỗi. Gửi lời chúc sức khỏe đến em Minh Triết và Việt Trinh. Thì mình cảm nhận được là cũng cần có một cái gì đó bù trừ đấy. Với Việt Trinh của nhà mình ở cơ quan ấy, thì cháu rất là tốt tính, làm việc rất là có trách nhiệm. Mong là hai cháu sẽ tự tìm hiểu tiếp. Ở Triết ấy có vẻ hiền, từ từ và điềm đạm, chắc chịu nổi cái tính là cái tông khá cao của cháu. Này Triết đi với ai? Dạ em đi với em với lại bạn ạ. Em chào chị, em chào anh. Chào em. Thấy Việt Trinh sao nào? Dạ em thấy dễ thương ạ. Em thấy hai người có thể hợp với nhau không? Dạ em nghĩ là hợp ạ. Ở nhà Triết có ai theo đuổi không? Dạ hình như là nói chuyện hơi vô duyên đó phải nè. Không có duyên lắm á. Em thấy Triết có thương ai vòng vòng xóm nữa không? Không ạ. Triết có tâm sự dẫn ai về nhà không? Không ạ. Triết có đi chơi với bạn trai không? Dạ có. Đi ăn nhậu đồ ạ. Rồi bây giờ mình gặp nhau rồi mình cảm nhận về nhau và chúng ta mở rào. Tới luôn. Em là cầu được ước thấy đó. Muốn răng khểnh là có răng khểnh. Tới luôn. Da Chuyết. Trắng là có da trắng. Tới đâu? Tới tặng bông. Ủa, rồi nên có quà cáp gì không vậy? Có. Rồi em tặng. Coi cái gì trong đây. Nhận quà rồi đưa cho ông Quyền Linh là sao trời. Coi kiểm tra giùm. Nhát quá mày làm phụ luôn chứ. Dây nịt. Sao giống bông tai rồi này kia vậy nó. Bông tai. Tới dòm từ xa thế. Dây nịt. Lấp lánh bọc ly đông dòm tưởng bông tai rồi. Rồi tặng có cái bông à hả? Dạ không phải đâu, tại bông chương trình á. Đồ quà của em đâu? Em đi lạc. Là đặt trên đây rồi nhưng mà đi lạc. Đi lạc cái hai vòng luôn á. Trời ơi. Cái mức mà bông chương trình đưa nó cũng nói nữa. Trời ơi, nhỏ tặng cái dây nịt đẹp quá nè. Không, cái này không có vấn đề, về Đồng Nai là xong hết. Là tặng sao đúng không? Nhưng mà hồi nãy là đi lên là có chuẩn bị quà không? Thôi đừng hỏi, nó nói tùm lum hết trơn vậy. Phải hỏi chứ. Lúc đầu là chuẩn bị ở nhà rồi. Chuẩn bị cái gì? Dạ, bông. Bông hả? Dạ. Bông bự. Bông bóng không? Bó bông á. Một bó bông rồi dạ. Xong sao không cầm đi? Là tại vì đi nó quên. Quên? Đi quên xong rồi lên Sài Gòn này kiếm chỗ mua nhưng mà đi lạc đường.
Em thấy cảm nhận cô gái này thế nào? Em dễ thương à? Em gái cảm nhận anh thế nào? Dạ dễ thương. Tới mức vậy phải đẹp trai mới dễ thương hả? Đẹp trai mới chịu đó. Đẹp trai rồi khoai vải to. Đẹp trai rồi khoai vải to rồi. Thì hàng độ 14 ly thôi. Hàng độ 14 ly thôi. Câu trả lời đó chịu chưa? Anh có thấy thích ăn thịt mỡ không? Ăn thịt mỡ hả? Ăn thịt mỡ. Vâng ạ, cũng có. Cái nồi thịt kho mà không có mỡ sao ăn? Nó nạt không ăn dở lắm. Đúng ạ. Lần đầu tiên mà gặp ở dưới đó thì em thích đi đâu? Anh đi xem phim được rồi anh. Tại vì đi xem phim trong rạp chiếu phim nó cũng tối lắm. Dạ. Nếu vậy thì mình đi nhậu luôn cho nó lành đi. Em thích, thích xem phim gì? Dạ em xem phim hành động Mỹ anh. Biến hỏi gì vậy? Em nhìn ở cô gái này em thích điều gì nhất? Cười. Cười, đúng là cười rất là tươi. Tại sao? Tại vì sao? Cô nghe rằng răng khẩn đúng không? Dạ. Em có mong muốn mình lấy vợ không? Dạ cũng nghĩ tới mới đi à. Ba mẹ nhà có hối gì chưa? Dạ có. Nhát như con gái vậy thấy chưa? Dạ qua nắm tay trên đi. Rồi cảm giác nào hơn? Đó, cầm vô, đó. Rồi đó, sao nè. Nhìn vô mắt bạn đi. Nhìn vô mắt bạn á chứ. Dạ vâng ạ. À. Nhìn vô bạn thấy này. Sao chứ? Em thấy nó mềm. Nắm luôn hai tay luôn. Tay bên kia nữa. Tay bên kia nó cầm hoa rồi. Cầm hoa thì kệ cầm hoa, mình cứ nắm tay đi đó. Chủ động lên đó. Bây giờ nè, em nói cho bạn mới biết cảm giác của em thế nào đi, nói với bạn đó đi. Nói bây giờ mình thấy trong người thế nào, nói luôn đi. Nhìn tim đập hơi nhanh nhanh một chút. Đó, rồi tim đập nhanh là có gọi là có. Em có. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái đi nè. Ôi đi cô gái mà vậy chết rồi thế nè. Nhìn thẳng vô mắt bạn gái. Bạn gái là một người rất bản lĩnh nha. Đừng có liếc qua đây. Nhìn 30 giây nè, không được liếc qua đây. Để xem. Trong đôi mắt em. Thấy gì? Em thấy gì đôi mắt ấy? Kệ người ta đi. Nè, bây giờ tôi với ông Minh Họa nè. Tôi với ông Minh Họa ra đây. Trong đôi mắt anh. Hát á, hát á. Không. Trong đôi mắt em, anh là tất cả. Là tình yêu. Nó buông luôn rồi. Nó buông luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Đừng bấm vì bất kỳ điều gì cả nha. Chuẩn bị. Kiểm tra lại con tim mình một lần nữa đi các bạn. 3 2 1 Hết thời gian. Không ai bấm cả. Tại sao em không bấm? Em không biết đâu. Hả? Thì cảm thấy nó chưa tới thôi. Còn rồi. Em thì sao? Sao em lại không bấm? Nói chung là tại vì khi em nắm tay ảnh thì em chưa có cảm nhận được cái điều gì hết. Nghề nghiệp em có 2/2 nghề. Huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Và nghề thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Là em hù dai lắm. Nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì. Không, em không chơi vậy đâu, em lấy tạ em chọi hả? Chọi tạ đó. Mời nhà trai. Xin mời đàn gái. Mời đi Trinh. Dạ. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ chào anh Nguyễn Linh. Chào chị em. Vân. Chào em. Chào bạn bên ngoài khán giả. Dạ chào em anh. Em là Nguyễn Minh Tâm. Sinh 1983. Quê Trà Vinh. Hiện đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Làm gì Tâm? Kỹ thuật chỉnh máy trong cơ sở dệt. Rồi còn em? Dạ em tên Lê Nguyễn Bảo Hà. Biệt danh là Hà Ghim. Em hiện tại là 34 tuổi. Nghề nghiệp em có 2/2 nghề. Huấn luyện viên thể dục thẩm mỹ. Và nghề thứ hai là dạy tập tạ. Trời ơi. Tại vì cái thời của em là gọi là tập tạ không à. Chứ bây giờ là người ta gọi là gym á. Hà Ghim. Gym nói tưởng đâu Hà Ghim. Em có ưu điểm khuyết điểm gì hả? Dạ ưu điểm của em là tập tạ. Em tập tạ được bao lâu rồi? Dạ khoảng 18 tuổi. Chắc người cứng ngắc luôn á hả? Nói dạ. Nghe nè, bên kia thấy sao nè, có thích ứng nổi hay không nè? Chắc nổi mà. Nổi hả? Bạn hình dung cái người bên đây sao? Hình dung đi. Hả? Bị choáng quá. Bị choáng quá.
Nhưng đó là điểm mạnh của em, còn điểm yếu của em là gì hả? Dạ, điểm yếu của em á là tại vì lúc 18 tuổi em đi tập ra đi dạy, không có biết nấu ăn, sợ ma. Em tập tạ mà em sợ ma sao nó kỳ vậy? Ủa có liên quan đâu gì đâu tập anh. Tập tạ nó mạnh mẽ nó phải không, sợ ma em đánh bèo lắm. Ai nói tập tạ nè, ra cơ bắp cuồn cuộn sai rồi. Nó cho mình săn chắc lại đẹp, ba dòng đầy đủ. Chuột em bự hơn chuột của anh đó. Có không? Chuột dạ. Bự không? Dạ. Chuột lớn vậy nè. Em mấy con? Có hai con à. Chưa chắc chuột nào bự hơn chuột nào nha. Sợ ma đâu phải là điểm yếu đâu. Cái điểm mà gọi là điểm xấu á, tức là cái điểm mà không có tốt của mình là cái gì? Là em hù dai lắm. Em hù dai lắm. Rồi cái lúc mà lên cơn kiểu mà nổi điên lên là có đụng chân đụng tay gì không, với người xung quanh. Em không chơi vậy đâu, em lấy tạ em chọi à. Chọi tạ đó, nghe đi. Choáng luôn hả mà. Điểm mạnh điểm yếu sao là Tâm? Dạ em điểm mạnh em là em hiền và biết nấu ăn, quan tâm và chia sẻ. Khác bên kia ha. Có khuyết điểm gì không Tâm? Ghét người nói nhiều. Ghét người nói nhiều. Kệ người ta ghét gì ta nói nhiều kệ người ta chứ ghét làm chi. Mình nói nhảm nhảm thì cũng như không có. Mình nói hoài em không thích, nhiều khi hỏi em không trả lời. À, được mấy mối tình rồi Tâm? Dạ em có hai mối tình nè. Mối tình cuối em chia tay cũng lâu lắm rồi. Mấy năm rồi? Mới đây à, khoảng chừng 10 năm rồi. Trời ơi, ông cũng 10 năm rồi đó. Yêu mấy năm mà chia tay 10 năm rồi? Yêu năm mới 2 năm à. Tại vì sao quá rồi không có đến nhau được. 10 năm qua là em không có người yêu luôn? Không. Em còn cảm giác với con gái không? Em cũng có chuột mà. Nhiều người chuột bự lắm mà không có cảm giác với con gái đâu em. Còn em thì sao? Dạ em trải qua 3 mối tình. Mối tình đầu tiên của em á là em quen lúc em 24 tuổi. Thì lúc đó quen được 6 tháng thì ảnh đòi cưới. Nhưng mà ảnh cảm giác như ảnh hay bó buộc em lắm, quản lý em. Khi mà em biết được đằng sau đó thì em hơi hụt hẫng. Anh chàng đó lên mạng kiếm một bạn đồng giới. Em bị yêu lộn người, lầm người ở cái mối tình đầu tiên. Và tình thứ hai á thì cũng quen được một năm. Tới gần ngày đám cưới thì mới phát hiện ra là không hợp tuổi. Thì gia đình không có chấp nhận. Mối tình thứ ba thì lúc đó là em cũng hồi hộp rồi. Thấy em khô khan quá hay sao á, thì kiếm đệ tử của em đi ăn nhậu vậy đó. Em không chấp nhận được. Cái tự ái quá cao thì chia tay thôi. Có nghĩa là ai cũng giữ cái tôi của riêng mình. Dạ. À. Thì cũng cắt trở quá hả? Bên đây hiền lắm nha, em trai tôi hiền lắm á. Em gái muốn một cái người yêu sắp tới của mình như thế nào? Tính của bạn thì ít nói. Con trai đừng có bảo thủ quá. Con gái tụi em thích con trai là nói được và làm được. Được không? Được. Mà không nói mà làm được thì cũng được. Không nói cũng làm. Cái công việc của em á, lương là mình có đủ sống không cưng? Dạ dư vậy. Cái phần dư đó có thể nuôi được vợ đúng không? Vợ con nuôi được mà. Cùng xây dựng tổ ấm chứ đừng có nghĩ là vì vấn đề gì đó mà mình chia tay với bạn trai. Em đã làm được thì em phải xài được. Và em không muốn bạn trai em phải nuôi em. À, tức là em muốn tự lập trong dạ. Cái vấn đề tài chánh của mình dạ, đúng không? Dạ, đó giờ em tự lập từ đó được. Giờ. Anh trai, em muốn người yêu của em như thế nào? Hiền. Đô con không? Dạ mập mập cũng được. Mà tỷ dụ không mập thì sao? Cũng được luôn. Tao cũng được hết hả? À, cũng được. Muốn vợ quá rồi, đúng không? Cũng muốn lắm à. Muốn lắm rồi hả? Em thích bạn gái mình truyền thống hay là hiện đại? Em không quan trọng điều đó. Chỉ quan trọng bạn gái là biết lo lắng và biết chia sẻ lúc em này kia thôi. Nếu người vợ mình mà ăn mặc khiêu gợi chút xíu, hơi sexy chút xíu thì tùy theo lúc thôi, chứ đám tiệc thì được. Có thể xăm đâu đó nhỏ nhỏ thẩm mỹ chút được không? Xăm nhỏ được, đừng xăm bự trắng ghê quá. Cái người đàn ông mà đầu tiên vô nhìn là em phải đánh giá cái gì đầu tiên? Em nhìn vô cặp mắt. Ngực tấn công mông phòng thủ. Ngực tấn công mông phòng thủ. Nhưng thể thao đứng, bụng cao hơn ngực. À, chào xíu em đứng coi coi. Thể thao bụng cao hơn ngực coi. Nhưng thể lực ba mối coi kiểm tra coi ngực tấn công mông phòng thủ không? Được không? Ngon ạ. À. Ok. Được không? Rồi, okay. Đó, được rồi. Ok. Đổi gì nữa? À, nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền. Không còn gì để nói nữa. Y chang luôn. Nhưng mà hôm nay em đi với ai? Dạ ba mẹ em với anh em. Chào bên đàn gái ạ. À. Trước tiên xin cảm ơn chương trình, cảm ơn hai MC dễ thương. Như mà nghe lời ba với mẹ, đây là mười mấy, hai chục tuổi rồi cưới nó rồi. Thành ra bây giờ quyền quyết định là do hai cháu nó thôi. Thì bác trai nhìn cái bạn này, bác trai thấy thì sao? Cái này để thằng Anh nó phân tích. Dạ, kính chào chương trình và chào hai MC. Chào anh. Em trai bên đây thì cũng là ok đó. Tự nhiên thì do hai đứa thôi, cho mẹ bổ sung.
Thấy cháu trai đây thì cũng được, hiền, chất phát, chứ không có mà như là đua đòi. Thì để Bảo Hà với cháu để quen thời gian như thế nào, chứ giờ nói thì không được. Cô có yêu cầu gì bên đàn trai không? Nó thật thà quá trời rồi, còn yêu cầu gì cho cháu nữa. Dạ mà à, nói chuyện cũng được, chứ không phải là thật thà mà không nói chuyện. Em đi với ai? Dạ em đi với anh họ. Chào chị Hồng Vân, chào anh Vượng Linh, chào trong khán phòng. Em mình thì nó tính nó thiệt thà, nhút nhát quá. Nhưng mà nó có cái là nó không chịu là nó không chịu à. Mình thấy bạn gái bên này thì rất là dễ thương, vui vẻ, hoạt bát, cá tính mạnh, có thể bổ sung cho em mới được. Rồi, cảm ơn đàn trai. Rồi, hai bạn đã nghe ý kiến hai bên rồi ha. Bây giờ mình gặp mặt nha, coi sao nha. Rồi, mở rào. Bắt đầu đi Tâm. Hít hơi đợt sâu vô. Thở ra. Rồi, bắt đầu. Dạ. Chào em. Chào anh. Em có quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em rất là thích ăn kẹo nên em mua em tặng anh. Cảm ơn em. Em cảm nhận gì anh sao? À, anh khá là dễ thương. Con trai bạn màu hồng thấy cưng rồi đó. Anh là bên kỹ thuật hả? Dì bên máy giặt em. À, anh đang ở Tân Bình. Dạ. Sao em... dạ? Chuyện nói chuyện dạ đó. Ừ. Tại quên. Trời ơi, anh đừng làm vậy, giống như em lướng á, áo anh thấy anh tội nghiệp luôn á. Trời ơi, em hiền lắm luôn á. Anh có thích thể thao không? Anh thích bóng đá. Anh đừng có đá bóng nhiều quá nha. Thành giống như là đá bóng nhiều quá không có tốt cho khúc gối. Hôm nay khuyên thật lòng. Từng anh đá hai trận à? Dạ. Dạ không biết làm sao chứ bên đây em rất có nhiều muốn nói với anh lắm. Nhưng mà tự nhiên á em thấy run quá à. Thôi kệ, em cứ nói lại đi. Nói gì giờ? Thì cứ thấy anh sao kia hay là ý em sao muốn hỏi là muốn. Em đâu có thích mê, em đâu có mê trai đẹp đâu anh. Em thích con trai mà cá tính nè, thể thao nè, giống như em vậy đó. Biết nấu ăn là em khoái rồi, tại em không biết nấu ăn. Cái đó anh biết. Dạ. Ừ, nhưng mà em nhìn, nếu mà em thể thao thì em nhìn body bạn này giống như là cái điều em mong muốn chưa? Nãy giờ em nhìn cái này, em về em huấn luyện được bụng với cái ngực đó, nó khác nhau à, chứ không phải bụng ngực bằng nhau vậy đâu. Đó, gá cơ bắp, yên tâm. Qua em đi, em xử hết. Anh cảm nhận bạn gái thế nào không trai? Ờ à, đúng rồi, tụi anh nói đi. Chứ nói gì em nói không anh nói được đâu. Dạ. Em thấy cũng dễ thương, cũng có cá tính. Dạ, tập gym chứ thật ra con gái không có khô khan như người ta nghĩ đâu. Nhưng mà vấn đề là em tập gym và em chạy thể dục thẩm mỹ cũng được lâu rồi. Khoảng mười mấy năm, công việc của em rất là nhiều lúc bận rộn lắm. Có khi là em không có dành được thời gian cho anh đâu. Nên đâm ra nhiều lúc em cũng thấy có lỗi lắm. Dạ. Cũng như một tuần vậy là em có được nghỉ ngày nào? Có khi chủ nhật em vẫn đi làm, có khi em được nghỉ. Tại vì mình dạy kèm mà. Mình gọi là không phải mình giống như gái gọi vậy đó. Người ta gọi đâu mình phải làm đó. Đúng rồi, tại vì em là gái mà. Thời gian đó, nó không có được chủ động lắm. Nếu mà em muốn nghỉ một thời gian dài em phải sắp xếp rất là lâu. Cho nhau cơ hội hẹn hò vậy em có dành thời gian cho một tuần gặp anh mấy lần? Anh có thể ngày thứ bảy chủ nhật nè, mình gọi mình gặp mặt mình nói chuyện. Em chỉ đòi hỏi một điều duy nhất, nói được và làm được thôi, và giữ đúng giờ cho em. Cái đó anh làm được chưa chắc? Chắc chưa chắc 100% anh sẽ làm chắc. Được chưa chắc. Nó nói được làm được mà sao chưa chắc vậy hả? Con trai mà ai biết được đúng không? Chứ sao mới đúng? Để thời gian đi. Thời gian đi mình sẽ biết được là có đúng hay không. Cho em một tháng thôi nha. Để làm gì nè? Em thấy con trai mà đi ăn, tới ngày đi ăn, đi uống, hoặc là đi coi phim. Đúng là giai đoạn mà lúc mà quen một tuần đó thì không sao. Hai ba tuần thấy em mà nhõng nhẽo quá thì có dấu hiệu là hơi rút lui một tí. Tại cái tính em cũng hay nhõng nhẽo nữa. Bạn này là đang sợ nhõng nhẽo đó. Anh thích người nhõng nhẽo. Em á đã có chuẩn bị nhạc sexy dance. Ok, music. Music. Go. Go.
hai cái tay anh eo. Eo, eo, lượn, lượn, lượn. Anh gồng lên đi, gồng lên. Lên, lên, lên cơ. Ồ, chuột to nha. Hai, 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 hai. Một, 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 một. Đâu, một, hai, ba, đi, come on. Anh. Rồi. Trời ơi. Đó. Em thấy khả năng mà phát triển của cô ấy thế nào? Cỡ này chắc 20 năm mà cũng không thể nào mà dẻo như em được rồi. Theo em thể thao sao được? Em ước mê là thể thao đó nha. Thì tập từ từ chứ sao? Được tập từ từ đúng không? Nhưng giờ em cần gấp rồi sao? Hơi khó quá. Không có khó. Em nhìn cô gái đối diện, em có rung động gì không? Cũng rung lắm. Rung lắm hả? Dạ. Em có mong muốn cô này sẽ cùng đi trên con đường còn đúng, lại. Con đời còn lại đúng không? Đúng rồi. Ok Việt. Anh. Dạ. Ủa nó dạ nữa, dạ. Trời nữa. Ơi nó nghe em sụn liền, nó sụn nụ luôn nè. Em nói thiệt nha, cái tính của em á là không phải thích bận áo sexy, nhưng mà cái công việc của em là phải bận đồ để khoe dáng. Em nói trước nha, em bận đồ cũng hơi bị modern và hơi bị cái tính chút. Anh biết trong môi trường đó mà. Nhiều người hỏi tại sao mày không quen trai 6 múi. Thực ra cái lúc giai đoạn mà em siết thi đấu, bản thân em đã trải nghiệm qua. Thật ra họ yếu lắm. Họ yếu đến nỗi mà họ cầm cái chai, họ bưng cái chai nước 10 lít đó, không nổi luôn. Ẵm một con chó cũng không nổi. Thì cái đó nó giống như là nhìn vậy mà không xài được. Hiện tại em nhìn ảnh này màu hường là em thích từ từ. Màu hường nhìn thấy cưng lắm luôn. Đã vậy cái da nâu nâu nhìn lâu thêm ghiền nữa, nhìn dễ thương. Chịu không? Chịu. Thiệt không? Chịu like luôn á. Chịu like luôn rồi. Dạ, chịu like luôn. Bây giờ có thể hai đứa tiến tới nắm tay để cảm nhận về nhau đi. Hai đứa nắm tay, rồi nhìn vô mắt nhau, rồi cảm nhận thế nào đó, cảm xúc thế nào nói đi. Dạ dễ thương, mắt hai mí. Ủa, trời thấy cưng quá ha. Cũng cứng lắm á anh. Dạ, rất là cứng luôn á. Có tập gym quá chưa? Hồi đó có, bây giờ không có. Vậy hả, mai mới em dạ anh, em kèm riêng anh. Một kèm một. Rồi, em trai nắm tay Y Nguyên. Em cảm giác thế nào, em nói với cổ đi, em cảm giác thế nào? Dùng quá, không biết nói làm sao. Anh đừng làm em xúc động quá. Giống như em ăn anh. Thật sự luôn á. Nè, đến bình tĩnh nè. Rồi, em hiện sức mạnh nha. Nói. Một, hai, nói. Không biết nói gì luôn á. Thôi từ từ mình. Cầm hoài luôn á. Cầm hoài luôn á. Cầm tay vẫn cầm tay thôi. Nữa hả? Thôi, ảnh phải hôn em chứ bắt bớ vậy. Em hôn ảnh. Nè, hôn không? Hôn. Hôn không? Ừ, hôn liền. Anh nói là làm. Đã nói. Đó. Bấm nút rồi tôi với ông bấm chắc luôn rồi nó lên. Chuẩn bị sau 3 tiếng đếm. Bấm hay không bấm là quyền các bạn nha. 3 2 1. Hết thời gian. Cuộc kết rất đẹp. Bấm tay. Bây giờ mình là đường đường hẹn hò rồi. Dạ con xin phép bắt trai bắt gái. Anh trai cho con được hẹn hò với bé Hà. Nếu hai đứa con có duyên đến với nhau thì con sẽ chăm sóc bé Hà và tựa một bờ vai lớn vững chắc để cho bé Hà. Con xin phép hôn bé Hà bên nữa. Mạnh lên, mạnh lên miết luôn.